Thưa quý vị, ông Martin Schulz được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Liên Âu. Tin Swatchbot, Quốc hội Liên Âu đã bầu cử ông Martin Schulz giữ chức Chủ tịch thêm một nhiệm kỳ 2 năm rưỡi. Với sự mở rộng khối dân biểu Đảng Xã hội Liên Âu, ông Jean-Claude Juncker cũng đã được chỉ định và Chủ tịch Cao ủy Liên Âu với 612 dân biểu bỏ phiếu. Ông Schulz nhận được 409 phiếu. Trước khi bước lên ngồi vào chiếc ghế cũ, ông Schulz nói rằng là người đầu tiên được tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội Liên Âu. Ông ta cảm thấy đây là một vinh dự ngoại lệ. Quốc hội này là trung tâm của nền dân chủ Liên Âu. Ông ta sẽ làm việc với tất cả khả năng để chu toàn nhiệm vụ. Ông Schulz cũng đã nói với báo chí rằng ông ta sẽ tập trung nỗ lực vào việc cải thiện cách thuế vụ, quy luật thị trường tài chính, và quốc hội mới cũng sẽ phê chuẩn hiệp ước tự do mậu dịch lớn nhất thế giới giữa Liên Âu và Hoa Kỳ, hiện đang còn đàm phán ở Brussels, nhưng chắc chắn sẽ thành công.